Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Deva Shop. Hôm nay Deva sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu bật lửa hút tẩu, hút xì gà anh em nhé. Cái mẫu bật lửa đa năng. Đây là cái mẫu bật lửa Honest, có mã là BCZ103. Đấy. Cái mẫu bật lửa mới về tại Deva Shop. Đấy. Mình cũng có một bộ đựng trong hộp giấy rất là đẹp. Đấy. Có nhãn mác của Honest. Đấy. Đây thì mình có một chiếc bật lửa. Vừa cái bật lửa này thì như anh thấy là mình có một cái móc khóa này để mình có thể móc được vào cạp quần này. Đấy. Hoặc là mình có thể móc vào dây rút hay là dây của ba lô này. Đấy. Rất là tiện cho anh em nào hay đi phượt, di chuyển đi xa. Đấy. Rất là tiện nha. Ở đây thì mình có thể cài thêm được rất là nhiều cái vật dụng khác, ví dụ như là móc khóa này, USB này, nhiều thứ. Ở đây thì mình có một cái bật lửa này. Bên ngoài thì được bọc da cao cấp, cầm rất là thích tay nhá. Đấy. Bọc da ra hai bên nhá. Chất liệu của nó thì được làm bằng kim loại, rất là chắc chắn. Đấy. Cầm rất là thích. Ở đây thì mình có một cái khóa gài này. Đấy. Ở đây có một viên nam châm rồi này. Đấy. Đặt vào nó sẽ hút vào này. Ở đây lại có một cái khóa gài nữa này, rất là tiện này, đảm bảo chắc chắn cho anh em. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy. Ở đây mình có một cái bật lửa, có một cái van bơm ga, đồng thời cũng là cái van điều chỉnh ga to nhỏ luôn. Anh em điều chỉnh ga to nhỏ nhé, hết ga thì anh em bơm vào thoải mái. Anh em xem cái clip hướng dẫn bơm ga ở trên fanpage của Deva. Đấy. Đấy. Rất là nhạy. Đấy. Ở đây mình có bộ dụng cụ đa năng là cái này thì anh em có thể sử dụng để khi mình dùng hút bằng tẩu ấy, mình có thể gài thuốc vào. Đấy. Khui bia này. Đấy. Hoặc là ở bên này thì có thể là rũa, gọt rũa. Đấy. Ở bên mình thì tiếp theo nữa thì lại còn có thêm một cái gọi là dao cắt mini. Em có thể cắt rất là nhiều thứ nhé. Ở bên này thì mình có thêm một cái phụ kiện nữa, một cái kéo cắt. Anh em có thể cắt thuốc, cắt xì gà hoặc cắt cái gì đấy. Đấy. Rất là tiện. Cái sản phẩm này thì cũng rẻ thôi. Deva Shop bán với lại giá 240.000 nhé. 240.000. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Em nào quan tâm đến sản phẩm thì comment lại số điện thoại bên dưới clip này, Deva sẽ gọi lại cho anh em. Đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều.